Chào mừng các bạn khán giả của kênh 4 mùa ẩm thực nha. Hiện giờ mình đang có mặt trên đường Phạm Văn Chí, ở đây thuộc phường 4, quận 6 các bạn. Thì mình được biết ngay chỗ này đây thì có một cái chiếc xe bán thức ăn. Thì mặc dù mới khai trương mới 2 tháng thôi mà mình thấy các món ăn đây cũng khá là lạ các bạn. Bán xôi ghẹ mà giỏ giòn, rồi bán mai cua đúc lò và thịt ghẹ đó các bạn. Mình thấy cái này cũng khá là lạ, cũng hấp dẫn, nhất là giới trẻ đó các bạn. Cho nên mình quyết định mình vào đây mình sẽ quay một số hình ảnh ở cái xe bán trên vỉa hè xôi giỏ giòn và mai cua thịt ghẹ đúc lò cho các bạn cùng xem. Mình mời các bạn nha. Xôi ghẹ vỏ giòn các bạn, nếp nương Điện Biên. Rồi đây để combo nè, một xôi 65k cộng với một mai cua 45k là bằng 100. Thì là mình ăn vừa xôi rồi vừa một cái mai cua là 100.000 đó các bạn. Để mình vô mình tìm hiểu xem sao ha. Ngay cái vỉa hè rất là nhỏ thôi các bạn, nhưng mà bán cái món này mình cũng thấy rất là đặc biệt nè. Em đang làm cái mai cua. Đây là thịt ghẹ hay gì? Thịt ghẹ chứ không có cua ha. Dạ. Ghẹ. Rồi phô mai các bạn. Cái này đó chỉ là thịt ghẹ rồi em tẩm ướp ha. Tẩm ướp có không? Có hình như là thịt, thấy giống như là cái càng hay gì? Thịt càng ghẹ. Thịt càng ghẹ mới tươi chứ. Còn thịt kia mà gỡ ra thì là nó bở rồi. Nó bở chứ lại nó không có to ha. Đúng rồi. Tại vì cua em là lấy cua ghẹ ký chứ không phải lấy ghẹ ghẹ con. Mình thấy trong đây có thịt càng ghẹ rồi những cái phô mai á, ăn sẽ rất là béo và sẽ rất là thơm nha các bạn. Rồi mình để vào lò nướng em ha. Em thấy anh để nếp nương là sao em? Nếp nương là nếp ngoài Bắc á. Em thấy để Điện Biên. Nếp nương ngoài Điện Biên nó mới hợp. Ủa sao rạch nha, miền Nam mà sao em rạch quá vậy? Mấy cái nếp á. Hả? Em gốc Bắc. Gốc Bắc hả? Xôi em ủ nóng thiệt nóng ha. Ở dưới là gì nước ha em? Nước. Hấp lúc nào cũng được, hấp nóng nha các bạn. Cái này là em làm xôi ghẹ. Mình thấy nếp nương, rồi chà bông, rồi hành phi các bạn. Rồi anh cho mỡ hành vào nè. Cái này thử luôn hay là khác? Thử luôn. Thịt càng ghẹ các bạn, cho nên thấy miếng to không có vụn nha. Cân đàng hoàng các bạn, không cân là lỗ á. Chà bông nè, càng ghẹ nè, hành phi, mỡ hành. Mình bán mấy món anh cho chị, hai món đó thôi. Hai món đó thôi hả? Này khách đặt hàng thì ship hàng nào cũng chắc nhiều quá em. Chắc nhiều. Nghe phải 250 thùng. Sử dụng cái hộp giấy rất là đẹp luôn các bạn. Thấy vậy chứ rất là vệ sinh ha. Hấp xôi cho nó nóng đó các bạn. Anh sử dụng bao tay rồi á. Rồi trên đây thấy rất là nhiều thứ luôn. Xôi ghẹ mà cái vỏ giòn các bạn. Anh đã làm cái vỏ riêng. Cái vỏ này mình chiên ha. Dạ. Cái vỏ giò nó cũng khá là mỏng nha các bạn, nâng niu như nâng trứng nha, như là trứng mỏng ha. Cái phần xôi vậy anh là lộ nhiêu? 65. 65, còn cái phần mai kia là 45 phải không? Là 101 mà em để ngoài kia em để 100. Combo thì giảm ha. Yeah. Giảm được 10.000. Đúng ra mỗi thứ hai cái cộng lại là 101, nhưng mà mình ăn combo hai cái thì bớt được 10.000 các bạn. Yeah. Còn 100.000. Cái phần này mình thấy vậy chứ cái thịt ghẹ cũng rất là nhiều các bạn. Và ship hàng cũng nhiều anh hả? Nhiều lắm, tầm
cao điểm là này, chiều là từ 5 giờ tối. Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy? Từ 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ. Là 22 giờ nha các bạn. Ồ. Sờ bông, cái gì rong biển á? Rong biển. Bắp. Đò. Đủ thứ luôn. Biểu diễn lại nè, trà bông, rung biển, bắp, à, nha các bạn. Ừ. Cái vỏ giòn nó cũng khá là đặc biệt. Ủa ngộ quá, úp ngược lại ha, rồi mới bỏ lên ha. Ủa vậy là mình ăn ngược lại ha? Dầm ra. À, lúc ăn mình sẽ dầm ra, thì cái giòn giòn nó sẽ pha lộn lẫn vô. Món này lạ cho các bạn, mình thấy lạ quá cho nên mình ghé quay các bạn. Bây giờ được 3 phần à, cũng cân đo đong đếm tỉ mỉ nha các bạn. Này là xong rồi hả? Dạ xong rồi. Này là xong rồi hả em? Dạ à, mình thấy cái phần thịt thì có lẽ nó đã chín rồi. Mình chỉ dạ. Cho phô mai nó tan chảy thôi em ha. À, chỉ chừng hơn 5 phút các bạn, phô mai xài nó chảy ra là vừa ha. Tại vì cái thịt kẹ nó đã chín rồi các bạn. Đó, còn nữa, thêm nữa. Này mayonnaise hả gì? Dạ. Cái phần này nếu các bạn mua riêng ăn bỏ từng phần thì là 45.000 một cái nha các bạn. Ờ, cũng được bọc giấy kiến nè. Nói chung là cũng rất là vệ sinh các bạn. Mặc dù bán ở vỉa hè. Bao bì nó cũng rất là đẹp các bạn. Có hiệu đàng hoàng nha. Này khách mua bao nhiêu em? 45.000. 45 cũng có nha. Có 45. Bây giờ anh thấy em để ngoài kia là 65. 65 45 nha. À 65 45 ha. Dạ. Đặc biệt là 65. À, thông thường thì là 45, đặc biệt thì là 65. Chắc cũng vậy nhưng mà nó ít hơn lại chút xíu. Ít thịt ghẻ ha. Dạ. Xôi nào cũng vậy hả? Dạ xôi cũng vậy, nhưng mà gấp đôi thịt ghẻ. Chỉ 45 thì nó ít thịt ghẻ hơn, nếu mà 65 thì gấp đôi thịt ghẻ. Còn cái phần xôi các thứ thì cũng bằng nhau các bạn. Dạ. Cũng ăn rất là hay ha. Vừa vận cho không bị ngán, cho cái vỏ chưa? Dạ. Cho nên 45 hay là 65 cũng đều no hết. Cái vỏ giòn anh làm mà rất là khéo ha. Cái vỏ giòn này làm bằng cái gì anh? À, nếp. Phần xôi luôn à, mình ép à. Yeah. Đây là phần 45 nha các bạn. Rất là khéo các bạn, rất là thơm luôn, mình đứng thơm dễ sợ luôn. Có mỡ hành là hành phi đó. Rồi có thịt kẹ được tẩm ướp rồi xào lên anh ha. Cho nên nó rất là thơm các bạn. Đó. Trà bông. À, rong biển, bắp. Hàng sao làm. Topping ở đây mình thấy là mỡ hành các bạn. Rồi hành phi rất là thơm luôn, trà bông, rồi rong biển, rồi bắp luộc, rồi trà bông này, trà bông heo hay gà em? Giống heo. Ở dưới này là những cái phần thịt càng ghẹ đã được tẩm ớt và xào đó các bạn. Bán cũng rất là đắt hàng nha, liên tục luôn. Ghẹ của mai. Mình bán món này được bao lâu rồi anh? Bán được 2 tháng. Giờ này thì cũng mới mở thôi các bạn, nhưng mà rất là đắt luôn các bạn ơi. Anh làm liên tục luôn. Thì có thể có một cái bàn nhỏ nhỏ để ngồi ở đây thôi, nhưng mà mang đi thì rất là nhiều luôn. Buổi chiều thì trải bàn luôn. Chiều mát mình trải bàn ra anh ha. À, ngồi vỉa hè luôn các bạn. Đây là vỉa hè đường Phạm Văn Chí ha. Bên mình đứng là thuộc phường 4, bên kia là phường 3 phải không anh? Dạ đúng rồi. Địa chỉ của xe ghẹ vỏ giòn và mai cua ha. Thì anh bán vỉa hè thôi các bạn. Cái xe của anh đậu bán trước nhà số 192 Phạm Văn Chí ở đây phường 4 quận 6 ở Sài Gòn đó các bạn. À. Thịt càng ngọt có nhiều loại càng lắm, càng nó thịt mặn nè, thịt lạc nè, thịt càng ngọt có nó mới hợp với cái xôi này. Thịt nó tươi ha. Chắc là nó cũng ngang giá cua chứ cũng không rẻ hơn. Cái này khách đặt bao nhiêu phần với em? 2 phần. Nhưng mà em làm được chưa tới phần nữa. Đang tiếp tục làm ra nè. Đặc dữ quá ta, 30 phần luôn.
Mình gọi một phần combo luôn các bạn, xôi ghẹ giỏ giòn và một phần là mái cua ha. Combo như vậy là 100.000, nếu các bạn gọi riêng thì cái món này là 65, còn phần mái cua là 45. Khi nào mình ăn xong cái này đem cái kia ra nó còn nóng các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng trước cái phần xôi ghẹ vỏ giòn. Cái cách của người ta làm, người ta úp lại cho nên mình không thấy được cái phần xôi và phần ghẹ ha. Ở trên này mình thấy có cái vỏ giòn nè, cũng làm từ nếp luôn, rồi rong biển, bắp, rồi chà bông nha các bạn. Ở trên bàn cũng có cái tương ớt chim su các bạn. Ngoài ra còn bỏ cho mình cái bịch tương ớt nè, sulimet nè, rồi cái bịch sốt, rồi một cái khăn lạnh các bạn. Cũng rất là kỹ ha. Rồi ăn ngay trên dĩa hè luôn các bạn. Trên đường Phạm Văn Chí luôn. Ngó trời ngó đất luôn các bạn ơi. Nó rất là giòn luôn nha các bạn. Đó, sẵn xuống. Đó, nguyên cái miếng giòn luôn nè. Ở quán thì chỉ mình cách là dầm ra các bạn. Dần ra thì những cái miếng giòn giòn nó sẽ lẫn vào luôn. Dầm mà nhỏ ra. Nhưng mà để mình để thử như thế này nha. Đầu tiên là cái phần vỏ giòn, giống như cơm trái các bạn, rất là giòn luôn. Có một cái tô inox, rồi cứ ép xuống giống như làm cơm trái vậy. Phần xôi các bạn nó dẻo và thơm và nó không có bị khô. Cái hạt nếp mình cảm giác nó cũng to các bạn. Mình thấy cái thịt càng ghẹ rất là nhiều luôn các bạn. Những cái rong biển khô đã được tẩm ướp rồi đó các bạn. Mình thấy cũng có hành phi, rồi mỡ hành trong đó nữa các bạn. Giờ làm luôn không? Trong đây có chà bông nữa nè các bạn. Chà bông heo nha. Cái phần này ở đây mình thấy còn lại cái thịt càng ghẹ rất là nhiều luôn nè. Và mình thấy là cái thịt mới á, cho nên mình ăn cảm giác mình không thấy nó bị hôi ha. Và cái này có tẩm ướp qua gia vị rồi hành phi các bạn, rồi xào lên nó rất là thơm. Chủ tiệm chỉ mình ăn thì sẽ dần ra ha, vừa ăn vừa có phần xôi, vừa có phần giòn giòn, rồi các thứ topping trong này đó các bạn. Thì có sẵn cho mình cái sốt chấm và cái phần tương ớt các bạn. Mình cho vào để ăn cho nó xem sao ha. Rồi có phần này giống như là cũng như nước tương các bạn, sốt ha. Cho một ít vào. Hồi nãy mình ăn không có sốt, bây giờ có sốt nè. Bây giờ mình thử ha. Khá là ngon ha, có cái độ dẻo của nếp, rồi thịt cua, rồi những cái độ giòn của cái vỏ đó các bạn. Nhưng mà cái phần xốp vô á, mình nghĩ là cái phần tương ớt thì cũng được đó các bạn. Còn cái phần nước tương thì mình nghĩ lúc đầu mình không có cái nước xốp đó. Cái nước xốp đó giống như cái vị nước tương vậy các bạn. Thì lúc đầu mình ăn không có cái nước xốp đó. Thì ở trong đây cũng đã ướp rồi nêm nếm rồi xào á. Rồi cái thịt ghẹ đó cho nên nó cũng vừa ăn. Và mình... các bạn nào ăn mặn thì có thể nêm một cái sốt đó chút xíu, còn mình thấy để bình thường không có nêm cái sốt đó vô nó cũng ngon các bạn. Mà nêm cái sốt nước đó vào thì mình thấy nó mặn hơn. Mai cua đúc lò nha các bạn. Nếu mà các bạn mua riêng cái này là 45.000. Đây là cái gói để mà mình mang về luôn nè. Bây giờ mình mở ra mình ăn review cho các bạn cùng xem nha. Còn phần mai cua trong đây được gói trong cái giấy bạc, thì nguyên cái phần mai cua còn nóng hổi luôn, gói trong giấy bạc. Ở trên mình thấy có sốt mayonnaise, cái phần ở trên là sốt mayonnaise, còn ở dưới là cái phần phô mai sợi là phô mai mozzarella các bạn. Khi để vào lò khoảng 4-5 phút thì nó sẽ chảy ra ha, nó bám hết vào cái bề mặt này. Ở dưới thì sẽ là cái thịt càng ghẹ đã xào và tẩm ướp. Cái sốt mayonnaise nó béo lắm các bạn. Cái phần phô mai mozzarella nó kéo sợi ra luôn các bạn.
giờ chị ứng trước giùm em nha. Dạ rồi, chị đặt cái sốt mayonnaise và phô mai nó rất là béo và nó rất là thơm luôn các bạn. Phía trong là nguyên cái mai cua này là thịt càng gà không các bạn, được xào qua. Rồi trong này mình thấy có củ hành nữa các bạn. Đó, mỗi lần kéo lên là cái phô mai nó kéo sợi nè. Càng ghẹ được xào qua cũng thơm, được nướng nóng lên nó rất là dậy mùi luôn. Cho anh một phần này đem về. Phần này đem về. Cái này là hai combo ha. Xay cái mai cho anh. Cái mai đó cho anh. Cái này có phô mai, có sốt này chắc con anh không? Cái này mà mấy đứa trẻ nhỏ các bạn nó sẽ rất thích luôn. Bởi vì nít nó thích ăn những cái béo sốt mayonnaise và cái phô mai đó các bạn. Anh vừa ăn review cho các bạn xem hai món ha, xôi ghẹ giỏ giòn và mai cua đúc lò. Cái món ăn cũng khá là lạ, mình thấy cũng hấp dẫn đó các bạn. Và nhất là giới trẻ, cho nên mình có mua một cái thêm một cái combo để đem về cho con mình nữa. Mình hy vọng video này các bạn xem giải trí và vui vẻ và biết được thêm món ăn mới nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye.